và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày phản ứng của Phùng Ngọc Huy khi thấy Mai Phương dẫn con gái đi hát ở chùa sau vài tháng chữa bệnh thì giờ đây nữ diễn viên có thể di chuyển nhiều hơn và thỉnh thoảng còn nhận thêm sâu diễn. Thưa quý vị, vào giữa tháng 8 năm 2018 vừa qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện khắp các diễn đàn. Theo đó, từng hình ảnh, diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự chú ý của khán giả khắp đời. Đến hiện tại, sau hơn 4 tháng điều trị thì cô tiếp nhận thuốc tốt nên không cần phải sử dụng đến phương pháp xạ trị. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh diện áo dài đi diễn show tại chùa. Theo đó, cô còn đưa cả con gái cưng đi cùng. Dù sức khỏe của cô chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Mai Phương vẫn tham gia các buổi biểu diễn mang tính chất thiện nguyện. Đây cũng là cách mà cô thỏa mãn nỗi nhớ sân khấu, ảnh đèn. Ngay khi thấy hai mẹ con cùng đi diễn, Phùng Ngọc Huy đã nhanh chóng để lại lời khen, hai mẹ con dễ thương quá, con ai mà sinh gái thế. Thời gian sau này, bỏ qua những chuyện ồn ào không hay thì cả hai đã thường xuyên tương tác thân mật trên mạng xã hội. Trước đó, khi Mai Phương gặp bệnh thì khán giả liên tiếp nhắc lại chuyện cũ giữa nữ diễn viên và cha của con gái chính là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy. Tuy nhiên sau một thời gian gay gắt thì mọi thứ cũng đã nhẹ dàng. Anh cũng có động thái lo lắng cho người cũ thông qua việc hỏi han tình hình sức khỏe, tổ chức đêm nhạc quy góp. Sau những sự việc ồn ào thì đến hiện tại, rất nhiều người hâm mộ đã mong muốn cả hai sẽ quay lại với nhau. Tuy nhiên cặp đôi này vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về việc đối lại tình xưa. Có lẽ khán giả phần nào cảm nhận được sự quan tâm mà cặp đôi này dành cho dâu nên mới mong muốn họ tái hợp. Phùng Ngọc Huy bất ngờ có hành động lạ với Mai Phương sau ồn ào phụ bạc tình nghĩa. Quý vị tính giả thân mến, sau ồn ào phụ bạc Mai Phương, mới đây Phùng Ngọc Huy đã khiến cho dân tình bất ngờ khi gợi ý địa điểm để tình cũ được còn đi chơi Noel. Thời gian vừa qua diễn viên Mai Phương vẫn đang được bác sĩ chữa trị ung thư phổi tại nhà, thỉnh thoảng mới đến bệnh viện khám và điều trị. Trong thời gian ở nhà nữ diễn viên dành thời gian rất nhiều ở bên cạnh con, đưa bé La Phi đi chơi ở nhiều nơi. Mới đây Mai Phương hỏi người hâm mộ, bạn bè muốn cho bạn nhỏ đi chơi đâu đó dịp Giáng sinh quá nè. Bạn được nghỉ 4 ngày mà mẹ thì không biết cho bạn đi đâu để vừa khỏe mẹ và vui em. Ngay lập tức Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của Mai Phương cũng là bố của bé La Phi, cho hai mẹ con nữ diễn viên đi phần thiết chơi. Nhiều cư dân mạng lại tiếp tục bình luận mong Phùng Ngọc Huy quay về với mẹ con cũ Mai Phương. Được biết, dù đã chia tay nhưng Phùng Ngọc Huy và Mai Phương vẫn làm bạn. Khi biết Mai Phương bị ung thư phổi, anh đã cùng với các nghệ sĩ ở hải ngoại tổ chức đêm nhạc để kêu gọi giúp đỡ cho bạn gái cũ. Trước đó, sau khi thông tin Mai Phương điều trị ung thư phổi, được công bố bạn trai cũ Phùng Ngọc Huy trở thành người bị chỉ trích nhiều nhất anh bị cộng đồng mạng chê trách vô tâm, thiếu trách nhiệm và phụ bạc. Phùng Ngọc Quy bị công kích là nguyên nhân khiến cho Mai Phương phải vất vả làm việc nuôi con một mình suốt 5 năm qua. Trước sự việc trên, anh nói rằng mình vẫn luôn động viên Mai Phương, mong cô kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Nữ diễn viên 33 tuổi cảm động vì điều đó. Cô còn khuyên ngược mong anh cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nam nghệ sĩ 33 tuổi thừa nhận không lo lắng được nhiều cho cuộc sống của Mai Phương cùng với con gái trong thời gian qua. Tuy nhiên anh chưa bao giờ bỏ bê hai mẹ con. Anh kể, Huy ở bên Phương trong giây phút vừa cạn cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Mặc dù khi đó Huy và Phương đã không đủ duyên nợ để đi tiếp cùng nhau, nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi. Khi bé La Vi 2 tuổi Phương một Huy sang Mỹ định cư, dù vậy anh cùng mẹ con Mai Phương vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Mai Phương hiểu hoàn cảnh kinh tế của Phương một Huy nên chưa bao giờ đòi hỏi chu cấp từ anh phùng ngọc huy suy sụp tinh thần vì chỉ trích của dư luận thưa quý vị thính giả bạn trai cũ mai phương cho biết sự tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng đã khiến anh hụt hẫng và hoàn toàn suy sụp tinh thần nhiều ngày qua thông tin nữ diễn viên mai phương phải nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn cuối đã nhận được nhiều sự quan tâm đồng cảm của bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ bên cạnh những sự thương cảm cho mai phương và con gái bé la vi dư luận lại hướng búa triều vào ca sĩ phùng ngọc huy cũng là bố đẻ của bé la vi bạn trai cũ của Mai Phương, đa phần mọi người chỉ trích anh đã bỏ lại hai mẹ con Mai Phương để sang Mỹ lo cho cuộc sống cá nhân mình. Cách đây ít phút, nam ca sĩ đã chia sẻ những áp lực dành cho mình trong suốt những ngày qua. Nam ca sĩ khẳng định, đây là lần đầu tiên và lần duy nhất anh lên tiếng về việc này, bởi vì theo anh, lúc này điều quan trọng nhất không phải là anh mà là sức khỏe của Mai Phương và cuộc sống của bé La Vi. Những ngày qua Huy chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích thậm chí chửi rủa và kêu gọi tẩy dây và cho đến giờ chuyện này đã đi quá xa làm ảnh hưởng đến gia đình của huy và nhất là ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của mai phương nên hôm nay huy buộc phải lên tiếng huy có lỗi khi đã không lo lắng được cho mẹ con của mai phương nhiều hơn nhưng huy chưa hề bỏ bê mẹ con phương huy ở bên phương trong giây phút vượt cạn cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con mặc dù khi đó huy và phương đã không đủ duyên nợ để đi tiếp cùng nhau nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì la vi sau khi Huy sang Mỹ định cư lúc La Vi lên 2 tuổi, và Phương vẫn là những người bạn tốt của nhau, vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn FaceTime để La Vi không quên mặt ba, Phương cũng hiểu tình hình của Huy nên không đòi hỏi chu cấp, nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho bé La Vi. Nam ca sĩ cho biết anh rất sốc và buồn khi biết tin Mai Phương lâm bệnh. Thậm chí anh còn khuyên Mai Phương đi khám lại vài nơi cho chắc chắn. Đặc biệt sự tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng đã khiến anh hụt hẫng và hoàn toàn suy si sụp tinh thần. Anh cũng giải thích rằng vì một số lý do bất khả kháng nên chưa thể về thăm mẹ con Mai Phương được. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ lập tức trở về Việt Nam. Mặc dù không về được nhưng Phùng Ngọc Huy cho biết anh vẫn hỏi thăm sức khỏe Mai Phương mỗi ngày. Nam ca sĩ giải bày huy vẫn liên lạc với phương mỗi ngày để động viên và ủng hộ tinh thần cho phương khuyên phương phải luôn kiên cường và giữ tâm thái thật tốt để chống chọi với bệnh tật bên cạnh đó huy cũng thường xuyên liên lạc với những người bên cạnh chăm sóc phương để cập nhật tình hình sức khỏe của phương và cuộc sống của bé la vi nam ca sĩ cho biết không chỉ là những lời lẽ xúc phạm trên mạng xã hội anh còn bị nhiều khán giả quá khích đến nhà đập phá quấy rối trong những ngày qua bên cạnh việc tấn công vào cá nhân Huy thì có những người bạn quá khích đã đến tận nhà Huy đập cửa phá rối và có những lời nói không hay đến ba mẹ và gia đình Huy. Còn đối với Huy, vài ngày gần đây mỗi khi Huy đăng lịch diễn hay poster show thì các bạn lại vào để lại những comments rất nặng nề và khiếm nhã, thậm chí đe dọa bồ show là nếu có sự xuất hiện của Huy thì sẽ tới phá rối. Các bạn ơi, Huy cần phải kiếm sống để còn có thể có khả năng hỗ trợ cho mẹ con Phương chẳng những trong lúc này mà còn trong tương lai của bé la phi nếu phương mang bệnh còn huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống thì sau này bé la phi sẽ như thế nào đây anh cũng mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư và không đào sâu bình luận để tránh gây áp lực tinh thần cho cả hai nam ca sĩ khẩn thiết xin các bạn đừng tấn công huy gia đình và những người bên cạnh huy vì chuyện này không ai mong muốn xảy ra và điều quan trọng nhất hiện giờ là sức khỏe của phương Phùng Ngọc Huy cho biết thêm, hiện tại bệnh của Phương đã được chẩn đoán là ở giai đoạn 2 và hợp thuốc. Xin giúp Huy cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho đến Phương. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy nói, trang cá nhân của tôi bị tấn công, nhà bị đập cửa. Thưa quý vị thính giả thân mến, ca sĩ Phùng Ngọc Huy nói, Tôi hụt hẫn suy sụp trước áp lực của dư luận, trang cá nhân của tôi bị tấn công, nhà riêng của tôi và bố mẹ bị đập cửa. Tôi không bào chữa hay biện minh, nhưng Phương đang bệnh nặng, tôi cần phải mua sinh. Ngay sau khi diễn viên Mai Phương phải nhập viện điều trị ung thư, ca sĩ Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của cô và cũng chính là bố đẻ của bé La Vi, trở thành người phải hứng chịu những mũi dùi của dư luận. Mọi người chỉ trích anh đã bỏ lại hai mẹ con Mai Phương để sang Mỹ lo cho cuộc sống cá nhân mình. Chia sẻ trên báo Phùng Ngọc Huy cho biết rất muốn về Việt Nam ở bên cạnh bạn gái cũ song không thể thu xếp vì lý do cá nhân. Thay vào đó, anh liên lạc với cô mỗi ngày để động viên cô giữ tinh thần lạc quan để chống chọi bệnh tật. Ngoài ra, ca sĩ thường xuyên liên lạc với những người bạn thân bên cạnh Mai Phương, trong đó có diễn viên Ốc Thanh Vân, nhờ họ cập nhật tình hình sức khỏe phụ anh chăm sóc cô và bé La Vi. Phùng Ngọc Quy giữ im lặng suốt thời gian thông tin bệnh của Mai Phương được nhiều người biết đến. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích thậm chí kêu gọi tẩy chay vì cho rằng anh không quan tâm đến Mai Phương và con gái. Thậm chí có người còn nói sẽ phá rối nếu bộ show nào mời Ngọc Quy biểu diễn. Ca sĩ tâm sự, tôi hụt hẫng suy sụp trước áp lực của dư luận. Tra cá nhân của tôi bị tấn công, nhà riêng của tôi và bố mẹ, Bị đập cửa, tôi không bào chữa hay biện minh, nhưng Phương đang bệnh nặng tôi cần phải mưu sinh. Để tôi mất Phương tiện kiếm sống, bé La vi sau này ai sẽ chăm lo đây? Trên giường bệnh, Mai Phương nhắn bạn trai cũ giữ sức khỏe, đừng quan tâm quá nhiều những lời công trích trên mạng xã hội. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư lúc bé La vi lên 2 tuổi, anh và bạn gái cũ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng gọi video để bé La Phi không quên mặt da. Mai Phương cũng yêu cầu người cũ chu cấp để nuôi con, thỉnh thoảng anh gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho con gái. Phùng Ngọc Huy thấy có lỗi khi không lo lắng được cho bạn gái cũ nhiều hơn, nhưng anh khẳng định chưa bao giờ bỏ bê cô. Anh cho biết, tôi ở bên Phương trong giây phút vừa cạn cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Khi không đủ duyên nợ đi tiếp cùng nhau, cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi trước đó về mối quan hệ của mai phương và phùng ngọc huy mc ốc thanh vân là bạn thân của mai phương chia sẻ hiện tại bạn trai cũ vẫn liên lạc với mai phương và anh cùng rất đau lòng khi biết tin bạn gái cũ bị bệnh nặng phùng ngọc huy vẫn quan tâm mai phương nhưng việc không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ ở chừng mực ốc thanh vân chia sẻ thêm ngay lúc này phương và huy vẫn liên lạc huy cũng khổ sở suy sụp lắm câu chuyện trước đó chúng ta không bàn đến vì đó là việc riêng của họ, nếu đúng là của nhau thì chắc Huy cũng không sang Mỹ và Phương cũng không phải khổ, có những điều chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết thôi, nhưng họ vẫn tự tế với nhau chứ không thù hận. Về tình trạng bi đát của Phùng Ngọc Huy khi bị khán giả chỉ trích, MC Ốc Thanh Vân cho biết Ốc Thanh Vân chia sẻ, show hủy hết trong khi giờ hát được thì cũng kiếm được tiền gửi về cho con gái. Thật sự là bạn ấy cũng vẫn quan tâm, nhưng việc không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ ở chừng mực. Bản thân Huy cũng chưa ổn định, không dư giả để lo cho con, nhưng cũng không tệ đến mức không biết đến con. Âu cũng coi như là một biến cố mà Huy phải trải qua. Giờ phương thế nào thì Huy cũng vẫn còn trách nhiệm với con gái. Đó là điều một người đàn ông nên làm. Huy thấm thiế và khổ sở lắm rồi, mong mọi người hiểu và cảm thông cho Huy. Nữ diễn viên cho biết Mai Phương vẫn còn nặng tình và mong Phùng Ngọc Huy quay về. Ốc Thanh Vân nói, về phần Phương, thật sự Phương còn nặng lòng với Huy, mong Huy về lắm, nhưng giấy tờ như thế Huy chưa thể về được nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.